kính chào quý vị và các bạn. Bão số 1 hình thành từ ngày đầu tiên của năm 2019, đến giờ đã di chuyển tới sát ven biển phía nam Thái Lan. Tâm bão cách khá xa đất liền của nước ta, tuy nhiên hoàn lưu mây bão vẫn bao phủ các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là khu vực của miền Tây Nam Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được từ 15 cho đến 20 km và đi vào vùng biển phía Tây tỉnh Phuket, Thái Lan. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trong 24 giờ tới là vùng biển Tây Nam của Vịnh Thái Lan, nên bà con ngư dân cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Mặc dù bão số 1 đang ngày một cách xa đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây mưa rải rác cho các tỉnh ở phía miền Tây của Nam Bộ, tập trung nhiều ở hai tỉnh là Kiên Giang và Cà Mau trong đêm nay. Tuy nhiên, lượng mưa giảm đi nhiều so với thời gian sáng nay. Đến ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh và trời có nắng nhiều trở lại. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ sẽ tăng lên mức là từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân các tỉnh ở phía Nam ổn định lại cuộc sống và khắc phục hậu quả sau bão số 1. Còn với Tây Nguyên, thời tiết nắng ráo với nhiệt độ là từ 27 cho đến 29 độ. Với miền Trung trong đêm nay thì mưa tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận, nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 10 mm. Sang đến ngày mai thì chỉ còn diễn ra rải rác ở các tỉnh Trung Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh miền Trung có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm nay. Trời chỉ còn rét ở các tỉnh Bắc Trung Bộ khi mà nhiệt độ chỉ từ 18 cho đến 21 độ. Càng về phía Nam thì nhiệt độ càng cao và đến các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ đạt mức là từ 27 cho đến 30 độ. Mức nhiệt khá mát mẻ và thuận lợi cho hoạt động vui chơi dịp cuối tuần. Trở ra với các tỉnh ở miền Bắc, do không khí lạnh suy yếu nên đới gió đông đến đông nam liên tục đẩy mây ẩm từ biển và đất liền. Thời tiết ở tại đây được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây và âm u. Nhiệt độ tiếp tục tăng lên nhưng biên độ tăng không nhiều. Ban đêm thì nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 14 cho đến 16 độ. Riêng khu vực vùng núi thì nhiều nơi nhiệt độ vẫn thấp dưới 14 độ. Trong khi đó, ban ngày phổ biến trong khoảng từ 17 cho đến 20 độ, riêng khu vực ở phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Tình trạng rét đậm rét hại diện rộng không còn nhưng tiết trời vẫn còn khá rét do độ ẩm trong ngày cao từ 80 đến 85%. Quá trình tăng nhiệt còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 6 tháng 1 trước khi có một đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường yếu. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Do không khí lạnh suy yếu nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc cũng giảm xuống cấp 4 đến cấp 5, có lúc đạt cấp 6. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, chỉ có mưa dông vài nơi với hoạt động của gió Đông Bắc cường độ trung bình. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có xu hướng tốt hơn khi mưa giảm và nhiệt độ tăng dần trở lại. Riêng khu vực ở miền Bắc còn rét với nhiệt độ phổ biến dưới 20 độ. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 4 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.